cười là điều nhỉ. Thủ lý hô hô ấy này. Bây giờ đi đúng bức cửa. Đúng một tròn xa nữa. Có ta rồi mày. Khó thôi. Con nhóc của áo nó phải dậy chứ. Để chờ à. Gọi cho nó ra mẹ đi. Úi giời. Thôi thế thôi, lại đi thôi, anh em chơi đi thôi. Tỏa điện mình làm sao. Ê, đeo như vậy. Thôi, hết lỗ chơi vậy. Xem có còn chưa hay không. À, các bạn ấy xem chương trình của chúng tôi. Gõ mẹ ăn ra chơi. Rồi, móc móc vào đi. Không còn nó thì kiếm mùi về nhiều. Quay lại đi. Rồi sát lại. Đấy. Lên đi. Lên đi. Khó lại. Ý. Máy to mà. Nó cũng chẳng khác gì ông mật à anh em ạ. Do anh em mình huấn luyện cả thôi. Đấy. Nhưng mà còn anh em hả? Hả? Con trai của mình dưới chuẩn bị thôi đó. Móc con vây, niệm là cha là đúa pháp nha rồi đó. Ừ, ok, thôi anh em tạo huấn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.